Vâng, xin chào các bác. Hôm nay tiếp tục em lên cho các một cái bộ sản phẩm gồm có một em Sony chân dài kết hợp với cả một em mới 5500DV của dòng Đài Loan. Với cái bộ phối ghép này thì các bác sẽ có một chất bass sâu, chắc và đánh đảm bảo là nó hợp với cả công suất vào loa. Đấy. Và tép của con này nó đánh rất là lẩy nha. Con này thì nó có cả phần trung âm và tép, thế nên là nói chung về phần lời của ca sĩ thôi không phải bàn. Đấy. Riêng lời ca sĩ không phải bàn. Bởi vì là có trung âm có tép này thì cực chuẩn rồi. Đấy. Đấy. Hình thức của loa các bác nhá, công suất loa là 120. Đấy. Trở kháng từ trước là 6 ohm. Công suất cục là 70. Phối loa từ 4 đến từ 6 đến 16 ohm. Đấy, loa này thì là loa 6 ohm thì vừa hay là cũng vừa tầm. Đấy. Con này thì các bác có thể kết nối được với cả điện thoại máy tính này, rồi kết nối cả smart TV thông qua đường quang. Đấy, nó có cổng quang in này. Quang này có kết nối này. Những cái dòng đời cao ở dòng DV và nhất là đời 5500DV này thì nó sẽ là cầu bắp chuối nhá, dạng cầu của nó cầu bắp chuối. Hình thức thì các bác nhìn qua nhá. Hàng bãi thì nói thật các bác là nó không thể tránh khỏi được cái chuyện là bụi bặm hay là nó hơi vào quần nhẹ một tí này. Đấy. Không thể tránh được đâu các bạn. Hàng bãi thì nó là đặc sản rồi. Đấy. Còn để mà một con hàng nó về được tới tầm như này là tuyệt vời. Đấy. Bát của nó đây thì nó là màng giấy nhá, và gân của nó dòng gân smooth này. Này. Cái này thì nó kiểu nó hơi bị hơi chấm chấm một tí này. Hai bên bát này nó hơi chấm tí về, có thể là bác nào biết kỹ thuật thì mình có thể là giúp cho nó trắng lại được. Đấy. Và con chung ở đây thì này, không biết là bị dính cái gì vào. Em chả ra bóc bởi vì cái này dính vào sợ bóc nó lại rách mất, em rồi cứ để nguyên. Nó không ảnh hưởng gì thì mình cứ để nguyên được các bạn. Đấy. Vâng, về bộ này thì em sẽ test chất đâm luôn nhá. Sau đây mời các bác cùng em thưởng thức một đoạn chất đâm nhé. Xưa đôi mình không cùng đường.
bạn tình ơi, dẫu gì cũng xa nhau rồi, dòng sông nước chảy con thuyền sóng đưa xa bờ. Tại vì ai mà duyên ta lỡ, nói gì cũng thôi. Ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới, lỡ yêu thương người nên giờ dáng vợ đời ta. Bầu mình ơi, dĩ dầu lỡ xa nhau rồi, dù bao trắc trở xin người chớ quên câu thề. Chuyện tình xưa dù sao đi nữa vẫn là giấc mơ, gửi ấm con tim để tháng đôi mình không cùng đường quê chung lối, nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm cùng nhau. Đỉnh cao các bạn, nó thật các bạn là quá đỉnh cao luôn. Mở cái giá có bao nhiêu được các bác? Cả bộ này giá có 3,3 triệu thôi. Đỉnh cao. Mà có biết rồi không ạ? Riêng cái dòng Sony 717 nhá, bình thường có mua nhá, giá nhẹ nhàng, gọi là nhẹ nhàng nó nhẹ nhàng nhá. Em không nói cục nhá, chỉ nói nguyên loa không. Nguyên loa không nhá, thì dòng này thì nó cũng phải rơi khoảng là đâu đấy khoảng gần 3 triệu, em không nói phét các bác là như vậy. Các bác cứ thử search mà xem, cứ thử search mà xem, không lại bảo em là bốc phét lên để mà bán hàng. Có những cái mà bốc phét thì vẫn là bốc phét, nhưng có những cái mà cái gì nó thật nói thật. Riêng cái con loa này ấy, nó mà không bị một vài chấm như em vừa chỉ ngay từ ban đầu thì không bao giờ có cái giá này đâu các bạn. Nói thật các bạn, không bao giờ có giá này đâu. Đấy. Nguyên loa không nó bảo rơi khoảng gần 3 triệu, thậm chí hơn 3 triệu. Nhưng mà tại vì là nó thật quá là bộ này em nhập về là bị lỗ lòi mắt luôn. Đấy là em chia sẻ thật lòng là lỗ lòi mắt luôn, là vì nhập cả bộ về nhưng mà bị cái ông bên kia ông ấy chơi cho vố, nó là ông đưa em công suất là về là xịt hết, tức là nguyên một cái mấy cái thớt âm ni này là xịt hết, còn được may được cặp loa này mà là chống chữa may ra thì vớt vát đấy, thì em xả lót cho quác. Thì đấy là chia sẻ thật lòng, còn không thì không bao giờ có cái giá này. Đấy là nói thật quá như vậy đấy. Còn chắc chắn thì nhiều bác lại bảo là nói phét để bán hàng, nhưng mà cái gì em nói thật, em bán chắc chắn là buôn bán là phải có lãi rồi, không có lãi không bao giờ em bán. Nhưng mà có những cái mà phải chấp nhận xả lỗ, cắn răng xả lỗ là phải xả lỗ. Bởi vì nếu mà cứ om ở đây thì cũng chết, không xả cho các bác thì cũng chết. Đấy. Thì nhà em nhập hàng thì cũng đâu biết được đâu, thì cứ bên kia báo có hàng là chốt thôi, thì em chốt em đâu sang tận nơi em kiểm tra được đâu. Đấy. Thế về thì nó lại bị ngỏm, ngỏm mất hết tất cả âm ly, 4 thớt là ngỏm sạch, không được một cái nào. Thì em bán mấy cái
này là mua tù mù của đây. Em bán thanh lý hết. Mấy cái thớt em bán thanh lý cho bác thợ được vừa rồi, bác lấy sạch luôn. Đấy. Thế nên là nhiều khi các bác bảo em là sao không bảo mà tỏi thế này lọ thứ mới phải đi sửa chữa. Nó chả đáng bao nhiêu các bạn. Thì thôi em đấy. Đấy là chia sẻ cho nóng nha, còn các bác nghĩ nào thì nghĩ thôi. Còn riêng cặp này là em xả lỗ đấy. Là để các bác giá này là gần như là không có gì để mà nói rồi. Đấy. Đấy thì là cả bộ này thì giá là 3,3 triệu. Đấy còn các bác sẽ tự phân tích ra, bởi vì con MX55DV này giá nhà thì các bác tự biết rồi. Em chẳng phải nói nhiều, không nói lại là giá này giá lọ. Đấy, 3,3 triệu đấy bác là chốt được thì alo luôn cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Vâng, xin chào các bác. Đấy, chất âm thì các bác đeo tai nghe vào, các bác sẽ nghe được cái giải chung, giải tép và giải bát của nó nhá. Vâng, xin chào các bác. À, kích thước này, tí em quên. Cái này là phải đo kích thước quan trọng nhất, tại vì là nhiều bác là còn phải kê đồ vào các cái kệ kia là phải có kích thước. Về kích thước thì bát của dòng này nếu mà đo chuẩn của hãng các bác nhá thì nó rơi khoảng là bát 18 này. Đấy, nhưng mà nếu mà đo theo cái viền bên trong theo nhiều bác bảo thì nó khoảng 16. Đấy, thêm cái đo làm 2-3 kiểu. Loa này cao là 43 các bác nhá, cao 43, nó là dòng loa chung đấy. Rộng là 21.5 và sâu của loa đạt tới là 25. Đấy. Đấy, còn tổng thể cả bộ dàn đây thì nó sẽ là 65. Đấy. Còn sâu của máy thì là 32.5 nhá. Vâng, xin chào các bác.